Không biết bà con đã từng ăn thịt chuột chưa ạ? Nhưng mà từ lâu nay thì thịt chuột được xem là đặc sản ở rất nhiều địa phương từ Nam ra Bắc. Thậm chí là trong mâm cỗ của một số địa phương như là Từ Sơn Bắc Ninh hay là Thạch Thất Hà Nội thì không thể thiếu món thịt chuột. Theo nhiều bà con, chuột ngon phải là chuột đồng. Vì vậy mà sau mỗi vụ thu hoạch thì việc đi bắt chuột đã thành nghề của nhiều người dân. Từ nhiều tháng qua, tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình, một khu chợ kinh doanh và chế biến thịt chuột đã được hình thành. Khi công việc mùa màng đã hoàn tất, cũng là lúc người dân đổ xô đi bắt chuột để kiếm thêm thu nhập. Đối với nhiều hộ nông tại địa phương, con chuột đã đem lại cho họ một khoản kinh phí đáng kể sau mỗi vụ mùa. Chuột đồng là mình cứ cuốc ở đường rồi xong là mình vồ, mình bẻ răng bắt thôi. Mỗi ngày là bắt được 20-30 cân. Theo một số người có hiểu biết về chuột, thì chuột đồng đầu to, mõm ngắn, khi thui có mùi thơm và dễ lột da. Trong khi chuột sống ở đô thị thì đầu nhỏ, mõm dài, thịt đỏ, khi ăn có mùi tanh. Ở Mỹ, chúng tôi không bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này. Đối với tôi, nó là một cảnh tượng rất lạ lùng. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người sẽ ăn những con chuột này. Và tôi cũng không thể tưởng tượng được khi ăn nó sẽ như thế nào.